Chiều ngày 17 tháng 5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Phong Điền kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Huy Anh đóng tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có hành vi đổ thải, đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đoàn công tác phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Huy Anh đóng tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền do ông Phạm Phúc Sinh, sinh năm 1946, trú tại tỉnh Kiên Giang làm giám đốc, có hành vi đổ chất thải rắn xuống khu vực hồ chứa nước trong khuôn viên công ty, không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm một bãi chất thải rắn là bao bì đựng mũ cao su đã được đốt tại khu vực bãi đất trống nằm trong khuôn viên công ty. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Huy Anh là công ty chuyên chế biến mũ cao su và sản xuất cao su đóng trên địa bàn huyện Phong Điền. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với công ty này.